Chào mừng các bạn đến với chương trình khủng long hôm nay. Doctor Strange đang xuống trái đất để hỗ trợ cho chú Velociraptor của chúng ta đi săn hôm nay. Cùng thêm chiếc vòng vô cực đi tìm thấy những chú khủng long rồi các bạn ơi. Chiếc vòng phát sáng chuyển từ không gian này sang không gian kia. Rất là huyền bí phải không? Có rất là nhiều con thú và khủng long đang ở trên cái khu vực này. Một cái thung lũng mà mỏm đá. Chú Velociraptor đang phun lửa các bạn ơi. Anh đã tóm lấy được một anh bạn T-Rex rồi. Một anh bạn T-Rex màu xanh nhìn rất là hung dữ nha các bạn. Nhìn xem nè. Anh T-Rex này đang chống chọi lại với ba chú voi rất là lực lưỡng và cơ bắp. Nhưng mà ba chú voi này không có xì nhè nha. Ai đấy? Một anh bạn Triceratops khủng long ba sừng. Anh ta nhìn rất là giống một chú tê giác nha các bạn. Rớt rồi. Nhưng mà anh bạn Velociraptor chúng ta tìm mọi cách là tóm lấy anh ta. Tóm được rồi. Nhìn xem này các bạn ơi, Triceratops cực kỳ khỏe mạnh đang hút mấy chú Stegosaurus. Văng luôn các bạn ơi. Đã hạ gục được rồi kìa. Ghê chưa? Triceratops rất là dũng mãnh nha các bạn. Rất là cơ bắp và dũng mãnh. Chưa biết sợ đối thủ nào. Anh ta đang nhìn thấy gì đây? Một chú khủng long ăn cỏ. Một chú khủng long ăn cỏ. Các bạn ơi, một chú khủng long ăn cỏ. Nhìn xem anh ta kìa. Khủng long ăn cỏ có kích thước rất là to lớn. Một chú Spinosaurus hung dữ cũng không làm gì được anh ta. Nhìn xem kìa. Anh ta vừa to vừa dài, cái thân hình này như chú voi, cổ thì như hươu cao cổ vậy. Captain America. Tìm thấy Captain America các bạn ơi. Anh ta lẫn trốn trong hốc đá. Tiếp theo là ai đây? Một anh bạn dê. Một anh bạn dê có hai cái sừng và chòm râu. Một anh bạn dê đực dễ thương. Anh ta chỉ thích ăn cỏ mà thôi. Đây nè, anh bạn dê của chúng ta đây. Tiếp theo anh ta đang tìm gì đây? Anh ta đang tóm lấy một anh bạn Ankylosaurus các bạn ơi. Một chú khủng long có cái đuôi chùy Ankylosaurus. Thân hình thì đầy gai góc. Nhìn xem anh ta kìa. Ankylosaurus đối mặt với lại Stegimlock. Một cú vẫy đuôi làm cho đối thủ văng rất là xa các bạn ơi. Rất ngầu nhá Ankylosaurus. Chú khủng long đuôi chùy rất lợi hại. Một anh bạn Dilophosaurus lẫn trốn. Rất to nha các bạn. Khủng long hai mang Dilophosaurus. Nhân vật chính trong kỷ Jurassic 2, Jurassic World Domination. Tiếp theo là ai đây? Một anh bạn Triceratops màu tím. Khủng long tê giác ba sừng. Sừng của anh ta màu vàng kia rất nổi bật. Thân hình cực kỳ cơ bắp. Nhìn xem anh ta kia đang hút những chú voi. Quá khỏe các bạn ơi. Anh ta quá khỏe đi. Những chú voi còn không chịu nổi luôn. Mặc dù voi rất là to lớn nha các bạn. Một chú cừu thân thiện. Một chú cừu chuyên cung cấp lông để làm áo len lông cừu các bạn ơi. Một chú cừu rất dễ thương nha. Ai tiếp theo? Một anh bạn đến từ vùng sa mạc Sahara. Lạc đa camel. Anh ta rất là hiền. Chỉ cần uống nước là đi xuyên được sa mạc luôn. Rất là bền bỉ. Ai nữa đây? Một anh bạn Allosaurus. Lộn rồi. Carnotaurus. Kẻ hủy diệt với đôi tài rất thính và hàm răng sắc bén. Cùng xem anh ta chiến đấu này các bạn ơi. Một bầy Velociraptor đối mặt với lại Carnotaurus hung dữ. Ai đậu trên phiến đá này đây? Một anh bạn Betanodon.
Wow, khủng long thằng lăng bay. Wow, chúa tể bầu trời Betanodon đó các bạn ơi. Wow, rất là ngầu nha. Kìa, anh ta đang quăng lấy Velociraptor. Wow, tấn công từ trên không. Oh, gấp đối thủ lên và quăng xuống các bạn ơi. Rất là dũng mãnh. Một anh bạn Gamalimus. Oh, không thoát khỏi tay của Velociraptor Hunter này đâu. Wow. Một anh bạn khủng long Gamalimus. Tiếp theo là IJ. Một anh bạn đến từ Trung Quốc. Một anh bạn gấu trúc. Wow, Panda. Wow, Panda rất dễ thương và thân thiện như các bạn. Wow, nhìn xem anh ta kìa, lè cái lưỡi. Ai nữa đây? Một anh bạn hà mã. Wow, Hippo hà mã. Wow, anh ta đang tóm lấy một anh bạn bò sữa kìa các bạn ơi. Wow, một anh bạn bò sữa đã bị tóm lấy rồi. Nhìn xem. Wow. Ai đằng kia, một anh bạn bò sữa nè. Wow, tiếp theo là ai đây? Lẫn trốn trong hốc đá là một chú Spinosaurus, khủng long ăn cá nha các bạn. Wow, Spinosaurus rất là to và khỏe mạnh, nhìn xem nè, chắp một bầy tê giác luôn, rất to và khỏe nha các bạn. Wow, kích thước của anh ta rất là khổng lồ. Oh, trên cái gốc cây đó là một anh bạn Indominus Rex. Wow, kẻ săn mồi vĩ đại. Wow, không thua kém gì T-Rex đâu, nhìn xem anh ta nè. Wow, đang vật lộn với Thesaurus, cực kỳ dũng mãnh nha các bạn. Wow, tiếp theo là một anh bạn Dilophosaurus. Wow, Dilophosaurus khủng long hai mang màu cam. Wow, đến từ Jurassic World Domination. Wow, tiếp theo là ai đây? Một anh bạn Mycasaurus. Một anh bạn Mycasaurus màu đỏ đang bị Raptor tóm lấy rồi. Wow, Velociraptor, let's go. Wow, nhìn xem anh ta kia, rớt nhau nha các bạn. Ai đang núp ở mỏm đá này đây? Thì ra là một anh bạn Banana Velociraptor. Wow, màu vàng da chuối nha các bạn. Velociraptor thông minh và tốc độ. Tiếp theo là IJ. Wow, tóm lấy được một chú Spinosaurus. Một chú Spinosaurus nha các bạn. Wow, rất là thông minh. Wow, Spinosaurus khủng long ăn cá. Wow, anh ta lại tóm lấy một anh bạn Velociraptor nữa rồi. Wow, một anh bạn Green Velociraptor thân hình rất là cơ bắp nha, đôi mắt rất là lém lỉnh thông minh. Wow, anh ta tóm lấy một cái đầu két và một anh bạn Triceratops cũng không thoát khỏi tầm ngắm của chú Velociraptor này đâu. Wow, một anh bạn khủng long ăn cỏ Amasaurus. Wow, đã bị tóm ra rồi. Kha. Wow, nhìn xem. Wow, Carnotaurus vs Thesaurus quá ngầu luôn các bạn ơi. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye, see you again.